Rồi. Mỹ nhân ngư Simi nha. Mermaid Simi. Đếm tiền. Cái này nó có cái cây tự nhiên có cây gì cũng mùi đó, cây cây gọi là cây 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 bắc, cây cây bắc hương cây gì đấy, cây cái tay nó cứ mùi đó mình dính như trong hàng gạo thôi, cái lá như cây bắc cái gió thổi nó gãy cái cây thơm nữa, vậy đúng rồi, cái cũng thơm, vậy đúng rồi, nhưng mà mình cũng cần nó cũng rửa thơm lắm, nó thơm nữa là cho ngọt nó luôn, không cái không gian nó rộng có thể là mình trồng thưa nó vừa đủ khử mùi thôi, cái không gian mình rộng ví dụ như mình trồng cách khoảng mấy cây là được, là đủ nó ha. Con chuyển khoản lại cho thầy. Thì giờ đây em lấy cái lẻ ra, cái chẳng em chuyển cho thầy, thầy vẫn cứ ghi nhận cho em đúng cái số đó rồi bằng là sao? Ngày 50. Cái này của mẹ nhiêu? 29, cái này 40, 30, 50. Cái này 29 nha thầy. Dạ. Thầy cũng đến đây chung nó đi. Nè. Cái ngang này. Cái đây đây. Cái lẻ đúng không? Dạ. 6 rưỡi. Ăn cái liêu kìa. Đừng em để đếm hết xong rồi hết dạ, quay thầy. Dạ. Đếm cho xong hết đi. Đúng rồi, nghe đi.